Xin chào quý khán giả đến với chương trình Kết nối Bắc Sông Hậu, chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Tháp tổ chức sản xuất, phối hợp với các đài phát thanh truyền hình Bến Tre, Long An, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long thực hiện, phát sóng định kỳ vào Chủ nhật hàng tuần. Và trong số phát sóng tuần này, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị khán giả bức tranh phát triển sản phẩm OCOP của các tỉnh Bắc Sông Hậu cùng với nhiều tin tức kinh tế xã hội nổi bật của các địa phương. Mời quý vị cùng điểm qua. Các tỉnh Bắc Sông Hậu đẩy mạnh hỗ trợ sản xuất và tiêu thụ phát triển sản phẩm OCOP theo chuỗi giá trị. Bằng nhiều giải pháp hỗ trợ thương mại hóa cùng sự sáng tạo của chủ thể, nhiều sản phẩm OCOP của tỉnh Đồng Tháp được vươn xa. Biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, đe dọa tuyến đê biển xung yếu, Tiền Giang đẩy nhanh tiến độ thi công dự án kè đê biển Gò Công giai đoạn 2. Trà Vinh đẩy mạnh chuyển đổi số hoạt động thư viện, tạo bước đột phá cho công tác phục vụ bạn đọc. Thưa quý khán giả, chương trình Mỗi xã một sản phẩm gọi tắt là OCOP được triển khai trong nhiều năm qua đã tạo sức lan tỏa sâu rộng, thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn. Các sản phẩm OCOP không ngừng gia tăng cả về số lượng lẫn chất lượng. Theo Ban Chỉ đạo xây dựng phát triển sản phẩm OCOP tỉnh Trà Vinh, đến nay toàn tỉnh có 188 sản phẩm OCOP. Tỉnh đang tập trung nâng cao chất lượng các sản phẩm hiện có và phấn đấu đến cuối năm nay sẽ phát triển thêm 114 sản phẩm mới. Trong 188 sản phẩm của tỉnh hiện nay, có 141 sản phẩm đạt 3 sao, 38 sản phẩm đạt 4 sao, 3 sản phẩm 5 sao và 6 sản phẩm tiềm năng 5 sao. Hoạt động sản xuất kinh doanh của chủ thể sau khi đạt sản phẩm OCOP bình quân tăng lên từ 10% đến 30% về sản lượng và doanh thu. Theo kế hoạch năm 2023, Trà Vinh tiếp tục phát triển 114 sản phẩm OCOP mới. Các chủ thể OCOP đang tích cực mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời kết nối tại các sàn thương mại điện tử và tham gia xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt, Sở Công Thương Trà Vinh đã hỗ trợ mở các cửa hàng trưng bày, giới thiệu, kinh doanh sản phẩm OCOP của tỉnh tại nhiều địa điểm để phục vụ khách hàng trong tỉnh và du khách. Tại tỉnh Tiền Giang đã có 174 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP, trong đó có 95 sản phẩm 4 sao và 79 sản phẩm 3 sao. Đi đôi với việc xây dựng sản phẩm đạt chứng nhận OCOP, tỉnh Tiền Giang còn hỗ trợ các doanh nghiệp chủ thể đạt chứng nhận OCOP xây dựng các điểm trưng bày nhằm giới thiệu, quảng bá, bán sản phẩm OCOP. Trong giai đoạn 2021-2025, Tiền Giang phấn đấu thẩm định và cấp chứng nhận cho 200 sản phẩm OCOP, trong đó có 100 sản phẩm 3 sao, 90 sản phẩm 4 sao và 10 sản phẩm 5 sao. Đặc biệt, Tiền Giang sẽ đa dạng hóa sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu của nhiều người tiêu dùng, đảm bảo mỗi xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu phải có sản phẩm OCOP. Để đạt mục tiêu này, Tiền Giang đã và đang có những định hướng cụ thể nhằm phát triển sản phẩm OCOP đúng thực chất, có chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm với những sản phẩm đặc trưng, độc đáo của địa phương, tạo lòng tin người tiêu dùng, góp phần xây dựng thương hiệu OCOP. Với những giải pháp đồng bộ như phân công từng đơn vị địa phương phối hợp tháo gỡ khó khăn cho các chủ thể, hướng dẫn và hỗ trợ các chủ thể trong quá trình xây dựng và tham gia chương trình. Thực hiện các giải pháp hỗ trợ nguồn lực nhằm đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ sản phẩm là cách làm giúp cho sản phẩm OCOP Long An phát triển hiệu quả. Chương trình OCOP góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị. Từ đầu năm 2023 đến nay, Long An đã công nhận thêm 9 sản phẩm OCOP, nâng số sản phẩm đạt chuẩn OCOP của tỉnh lên 86 sản phẩm, trong đó 30 sản phẩm đạt 4 sao, 56 sản phẩm đạt 3 sao. Hiệu quả từ chương trình OCOP đã tạo động lực để các chủ thể sản phẩm OCOP chủ động hoàn thiện mẫu mã bao bì, đầu tư trang thiết bị máy móc, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm. Từ đó, nhiều sản phẩm dần khẳng định vị trí trên thị trường với sản lượng bán ra tăng từ 1,5 đến 2 lần so với khi chưa được chứng nhận sản phẩm OCOP. Nhiều sản phẩm OCOP đã hướng đến chất lượng với quy trình sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm, có sự liên kết chặt chẽ giữa các bên liên quan, góp phần giải quyết bài toán thị trường hiệu quả. Tại tỉnh Bến Tre, nhiều giải pháp đồng bộ đang được triển khai để chương trình OCOP của tỉnh đến năm 2030 đảm bảo đúng tiến độ, thời gian và hiệu quả. Tỉnh Bến Tre nỗ lực phát huy tối đa tiềm năng lợi thế của địa phương, đặc biệt là về nguồn nguyên liệu, lao động, ngành nghề và du lịch nông thôn để nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP, đưa chương trình OCOP trở thành chương trình phát triển kinh tế quan trọng trong việc thúc đẩy sản xuất các sản phẩm truyền thống, dịch vụ lợi thế, đạt tiêu chuẩn, có khả năng cạnh tranh trên thị trường. Địa phương tập trung phát triển sản phẩm OCOP theo hướng liên kết chuỗi, hợp tác, liên kết từ khâu sản xuất, sơ chế biến đến tiêu thụ nông sản để gia tăng giá trị, đáp ứng tiêu chuẩn và nhu cầu thị trường. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại đối với sản phẩm OCOP đã được công nhận nhằm quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm,
tích cực tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại OCOP trong và ngoài tỉnh, tham gia hội chợ chuyên bán sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, vân vân. Có thể thấy, việc tăng cường hỗ trợ xúc tiến thương mại, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm OCOP đang được nhiều địa phương và chủ thể OCOP quan tâm thực hiện. Tỉnh Vĩnh Long cũng vừa triển khai 3 điểm trưng bày và bán sản phẩm OCOP của tỉnh. Các điểm trưng bày này chính là nhịp cầu gắn kết người sản xuất với người tiêu dùng. Các điểm trưng bày và bán sản phẩm OCOP được bố trí tại không gian nhà chờ bến cảng hành khách tỉnh Vĩnh Long, phường 9 thành phố Vĩnh Long, khu lưu niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt, thị trấn Dũng Liêm và nhà dừa Coco Home, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến nay toàn tỉnh có 98 sản phẩm OCOP, trong đó có 32 sản phẩm đạt 4 sao, 66 sản phẩm đạt 3 sao và có 2 sản phẩm trình Hội đồng Trung ương công nhận 5 sao. Các điểm trưng bày và bán sản phẩm OCOP được xem là nhịp cầu kết nối giữa người sản xuất với người tiêu dùng, tạo tính liên kết giữa các cấp, các ngành địa phương, các chủ thể OCOP và cũng là điểm tham quan mua sắm các sản phẩm OCOP chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Thưa quý vị và các bạn, Đồng Tháp là một trong những địa phương phát triển mạnh về sản phẩm OCOP. Minh chứng bằng kết quả, Đồng Tháp đứng thứ 3 cả nước về số lượng sản phẩm OCOP từ 3 đến 5 sao. Việc hỗ trợ thương mại hóa các sản phẩm OCOP đang được tỉnh quan tâm thực hiện. Cùng với đó là sự năng động sáng tạo của chủ thể OCOP. Điều này đã góp phần giúp cho các sản phẩm OCOP vươn xa. Để có được một cái gói sen trà thật là ngon, thật là đậm đà hương vị thì em phải đi hái lá sen như thế này đây nè. Cả nhà này bên em mix với đậu đen xanh lòng, gạo lứt huyết gồng qua lại lá sen để sản xuất ra một sản phẩm là sen trà. Một gói pha tầm 1 lít đến 3 lít tùy theo sở thích của mình, uống đậm hay uống nhạt nha cả nhà. Đây là một trong số rất nhiều video được một chủ thể OCOP đăng tải trên kênh TikTok để quảng bá sản phẩm của mình. Tận dụng nền tảng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, đa dạng hóa kênh bán hàng là một trong những giải pháp để các chủ thể OCOP tiếp cận khách hàng, mở rộng thị trường. Tùy theo chiến lược quảng bá và bán hàng, chủ thể sẽ khéo léo chuyển tải thông tin, chất lượng sản phẩm thông qua những video ngắn. Cái hiệu quả của nó là được nhiều người xem, cái lượt xem nó rất là cao. Em cũng không nghĩ là mới làm mà nó lại được mấy trăm ngàn người xem như vậy ở trên nền tảng TikTok. Nói chung là cái đó cũng gọi là thành công của chị em là được nhiều người xem rồi. Để bước vào thị trường đầy tiềm năng này, các doanh nghiệp đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ việc đảm bảo chất lượng sản phẩm đến hoàn thiện mẫu mã, bao bì, hình ảnh sản phẩm. Cũng chính vì vậy mà thương mại điện tử đã giúp nhiều doanh nghiệp có mức tăng trưởng ấn tượng. Đầu tiên là khách hàng tin dùng cũng như nâng cao cái thương hiệu của công ty. Thì năm 2022 vừa qua là doanh thu của Sen Đại Việt tăng trưởng, gọi là tăng trưởng rất nhanh. Doanh thu năm vừa rồi tăng 60% so với năm trước. Và đó là một con số gọi là vượt ngoài kế hoạch của Sen Đại Việt. Thưa quý vị, hiện tại thì hơn 70% sản phẩm thuộc chương trình OCOP của tỉnh Đồng Tháp đã có mặt trên các sàn thương mại điện tử như là Shopee, Lazada, Postmark hay là Vỏ Sò. Cùng với phát triển thương mại điện tử thì nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp còn thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để có thể thương mại hóa những cái sản phẩm OCOP, chẳng hạn như là những cái điểm bày bán và giới thiệu sản phẩm OCOP như thế này. Cùng với đó thì rất là nhiều những cái hoạt động quảng bá và xúc tiến thương mại cũng đã được tổ chức. Đồng Tháp là địa phương có số lượng sản phẩm OCOP nhiều thứ ba cả nước với 357 sản phẩm từ 3 đến 5 sao. Trong đó, có một sản phẩm OCOP 5 sao và 3 sản phẩm đã gửi hồ sơ đánh giá OCOP cấp quốc gia. Với sự hỗ trợ của các sở ngành và địa phương và đơn vị liên quan, các sản phẩm OCOP không ngừng được cải thiện về mẫu mã, bao bì và chất lượng. Để có bước đi hiệu quả này, ngoài nỗ lực của chủ thể, thì còn vai trò hỗ trợ của ngành chuyên môn từ khâu tập huấn về nhãn mác bao bì cho đến các kiến thức gia nhập thương mại điện tử, kinh tế số. Hàng tháng thì Sở Công Thương thì có phát hành cái bản tin thị trường. Thì trong đó trong cái bản tin thị trường thì sẽ được có những cái thông tin hết sức hữu ích cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các cái chủ thể OCOP liên quan đến những cái thị trường tiềm năng mà sản phẩm mình có thể tiếp cận. Định kỳ 2 tháng một lần thì Sở Công Thương cũng phối hợp với Bộ Công Thương liên tục tổ chức những cái hội nghị xúc tiến giao thương. Trong tháng 9 này thì chúng tôi sẽ mời tất cả những cái sàn mà nổi tiếng, sàn lớn đào tạo tập huấn và hướng dẫn cho các cái sản phẩm OCOP của những cái chủ thể mà chưa được lên sàn. Bằng nhiều giải pháp cùng với sự chủ động, sáng tạo, tinh thần hợp tác của các chủ thể, các sản phẩm OCOP Đồng Tháp đã vươn xa đến nhiều thị trường. Chương trình OCOP ở Đồng Tháp không chỉ tạo ra giá trị gia tăng từ tài nguyên bản địa, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh con người, vùng đất sen hồng Đồng Tháp.
Chương trình xin được tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua tại tỉnh Bến Tre, cụm thi đua các tỉnh Tây Nam Bộ đã tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Hội nghị là dịp để các thành viên trong cụm đánh giá những việc làm được, những mặt còn tồn tại hạn chế trong thực hiện nội dung giao ước thi đua. Qua đó đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm để tập trung thực hiện nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới. Với phương châm điều hành của năm 2023 là đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả. Trong 6 tháng đầu năm, cụm thi đua các tỉnh Tây Nam Bộ đã quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp, đạt các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đề ra. Nhiều chỉ tiêu quan trọng đã thực hiện đạt trên 50% kế hoạch năm. Tốc độ tăng trưởng GRDP của các tỉnh trong cụm tăng bình quân trên 5,6%. Tổng thu ngân sách toàn cụm ước đạt trên 56.250 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu ước đạt trên 10 tỷ 400 triệu đô la Mỹ. Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới các đơn vị trong cụm tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các cấp ngành đẩy mạnh triển khai các phong trào thi đua, tập trung cao độ dồn sức dồn lực thi đua phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế xã hội đã đề ra trong năm 2023 nhằm góp phần phát triển nhanh và bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trước tình hình biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, đe dọa an toàn tuyến đê biển sung yếu, tỉnh Tiền Giang đang đẩy nhanh tiến độ thi công dự án kè đê biển Gò Công giai đoạn 2 tại bờ biển huyện Gò Công Đông để hoàn thành trước khi mùa gió chướng đổ về. Dự án gồm hai công trình là kè giảm sóng và nâng cấp đoạn kè rọ đá bảo vệ bãi rác Kiện Phước. Công trình kè giảm sóng có chiều dài 5.421 m nhằm mục tiêu chống xói lở bờ biển, khôi phục lại diện tích đất đã bị xói lở, đảm bảo an toàn cho người dân và sản xuất nông nghiệp, nhất là bảo vệ tuyến đê biển Gò Công phía bên trong trước bối cảnh thiên tai diễn biến phức tạp. Mặc dù điều kiện thi công khó khăn do chế độ thủy triều vùng biển Gò Công phức tạp, song các đơn vị có sự phối hợp chặt chẽ, khoa học, rút ngắn thời gian thi công so với kế hoạch nhưng vẫn đảm bảo chất lượng đúng như thiết kế, dự kiến hoàn thành vào đầu tháng 10 tới, tạo sự an tâm cho người dân trong cao điểm của bão áp thấp nhiệt đới những tháng cuối năm. Thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Long An chủ động phối hợp với các địa phương hỗ trợ các tổ chức, cá nhân xây dựng cơ sở dữ liệu cấp đăng ký mã số vùng trồng. Đây được xem là hộ chiếu thông hành đưa nông sản của Long An ra nhiều thị trường, đặc biệt là thị trường quốc tế. Đến nay, toàn tỉnh Long An có 288 mã số vùng trồng với tổng diện tích hơn 13.700 hectare, xuất khẩu sang các thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Úc, New Zealand, EU, Nga, Anh, Trung Quốc. Trong đó, cấp mới 48 mã số vùng trồng gồm chuối, sầu riêng, chanh, thanh long, khoai lang và 20 mã cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu. Nhận thức rõ tầm quan trọng của mã số vùng trồng, ngành nông nghiệp tỉnh Long An luôn đồng hành, hỗ trợ, hướng dẫn người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp đẩy mạnh việc thiết lập, xây dựng mã số vùng trồng, mã cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu cho những cây trồng chủ lực của tỉnh. Sau hơn 11 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn của huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long từng bước thay đổi, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên. Hiện huyện Tam Bình đang tích cực hoàn chỉnh hồ sơ trình văn phòng nông thôn mới Trung ương thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2023. Qua hơn 11 năm xây dựng nông thôn mới, huyện Tam Bình đã huy động tổng kinh phí gần 1.500 tỷ đồng để đầu tư hoàn thiện các tiêu chí. Từ đó, kết cấu hạ tầng, kinh tế xã hội của huyện ngày càng phát triển, cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch đẹp, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên. Đáng chú ý, hệ thống giao thông nông thôn trên địa bàn huyện được đầu tư nhựa hóa, đạt chuẩn đảm bảo ô tô di chuyển đến trung tâm tất cả các xã và thị trấn. Với 3 tuyến quốc lộ, 4 tuyến đường tỉnh, 19 tuyến đường huyện, thu nhập bình quân đầu người toàn huyện đạt 57 triệu 700 ngàn đồng một người một năm, tăng hơn 40 triệu đồng một người một năm so với năm 2011. Đến nay, huyện đã có 16 trên 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 1 thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. Chuyển đổi số đang là nhiệm vụ trọng tâm của mọi lĩnh vực đời sống nhằm xây dựng một xã hội số. Trong hoạt động thư viện thì chuyển đổi số cũng góp phần quan trọng để hình thành mạng lưới thư viện hiện đại. Và trong xu thế này, thư viện tỉnh Trà Vinh đang đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số, tạo bước đột phá cho công tác phục vụ bạn đọc. Thư viện tỉnh Trà Vinh chủ động phục vụ bạn đọc thông qua môi trường mạng như cấp thẻ bạn đọc qua mạng, mượn sách qua mạng, gia hạn sách qua mạng. Và đặc biệt là bạn đọc có thể tra cứu, tìm đọc tài liệu điện tử của thư viện bằng điện thoại thông minh, máy tính, laptop, vân vân. Năm 2023, thư viện tỉnh Trà Vinh được trang bị hệ thống máy thực hiện số hóa, trong đó có máy chủ, máy scan,
hướng đến mục tiêu xây dựng thư viện tỉnh cơ bản trở thành thư viện điện tử. Thư viện tỉnh hiện có hơn 220.000 bản sách giấy, hơn 15.000 bản tài liệu điện tử, hơn 800 đầu sách nói thuộc nhiều lĩnh vực. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Kết nối Bắc Sông Hậu tuần này. Chương trình do các đài phát thanh truyền hình Bến Tre, Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang, Trà Vinh và Vĩnh Long thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.